Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình nỗ lực trong nhiệm vụ tuyên truyền, tuần tra kiểm soát trên bờ cũng như trên biển để hạn chế vi phạm khai thác thủy hải sản biển bất hợp pháp, tích cực góp phần gỡ thẻ vàng IUU. Để thực hiện công tác tuyên truyền, lực lượng thanh tra chuyên ngành của Chi cục Thủy sản phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình ở tuyến biển triển khai nhiều đợt tuần tra kiểm soát trên biển. Nhiệm vụ của đội tuần tra là tuyên truyền, vận động ngư dân đang khai thác trên biển thực hiện đúng quy định của luật thủy sản chống khai thác bất hợp pháp. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng kiểm tra chỉ cho ngư dân những sai phạm khi ra khơi đánh bắt hải sản như các loại giấy tờ chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, giấy phép hoạt động an toàn cho ngư dân vùng biển khai thác để ngư dân hiểu rõ và tuân thủ theo quy định. Là bốn gai này, là bốn cái hành vi này sai này. Bởi vì là từ chuyển đổi nghề. Kiểm ngư vậy là ra tuyên truyền cho bộ tôi, chúng tôi biết để chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để lần sau khỏi vi phạm vùng biển Mỹ Long nữa. Chúng tôi cũng gặp những anh em tàu khác cũng tri tiện như vậy, thống nhất chính phủ nhà nước đưa ra như vậy, tri tiện cho đồng đội với nhau cho biết, không cho vi phạm môi trường. Dù còn gặp nhiều khó khăn về nhân lực cũng như phương tiện hoạt động, song lực lượng thanh tra chuyên ngành thuộc Chi cục Thủy sản đã tăng cường bám biển, hỗ trợ ngư dân trong những chuyến ra khơi. Từ đầu năm đến nay, lực lượng đã tuần tra, phát hiện và lập biên bản xử phạt 31 trường hợp tàu cá vi phạm với số tiền xử phạt trên 360 triệu đồng. Trong đó, Chi cục Thủy sản đã ra quyết định xử phạt 19 trường hợp với số tiền là 335 triệu đồng. Những trường hợp còn lại đang tiếp tục lập hồ sơ để xử lý. Cho đến nay thì tình hình bà con cũng đã nhận thức cơ bản là đáp ứng đủ các yêu cầu về chống khai thác bất hợp pháp. Thì trong thời để mà tiếp tục hơn nữa thì sắp tới đấy thì chi cục sẽ phối hợp tăng cường công tác tuần tra. Bên cạnh đó thì cũng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của ủy ban tỉnh cùng cả các bộ ngành thì là bổ sung thêm kinh phí, phương tiện và lực lượng cho đơn vị để đơn vị đủ năng lực thực thi nhiệm vụ trong đáp ứng trong tình hình mới. Để nhanh chóng góp phần vào việc gỡ thẻ vàng của IUU thì tỉnh Quảng Bình cần đầu tư nhân lực, phương tiện để có lực lượng đủ mạnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác bất hợp pháp, giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển.